Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Bây giờ Nhân sẽ quay cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng xem được mẫu nhà 4 cánh. 11 lóc nhà này thì nó sẽ xen kẽ với nhau, cứ 2 căn 4 cánh sẽ là 2 căn 2 cánh. Rồi bây giờ Nhân mời tất cả mọi người. Bên đây thì nó cũng vậy, nó cũng giống như mẫu nhà 2 cánh. Là phía trước nhà mình là có 2 mét sân. Và nó khác một cái là cái phía cái nhà bên kia đó, nhà bên kia thì nó có 2 cánh thì nó sẽ chừa lại một cái lõm cho mình, chừa lại một cái lõm bên đây cho mình để mình làm về cái bàn học cho con em, hoặc là làm chậu cây bổng, cây cảnh đó này kia đó thì bên đây. Còn bên đây 4 cánh thì nó sẽ xuyên suốt luôn, nó không còn cái lỗ đó nữa, không còn cái hốc đó cho mình nữa, mà 4 cánh thì cái lợi thế của mình là được cái là cái nhà rất là thoáng mọi người. Cái nhà sẽ thoáng hơn cái nhà 2 cánh. Còn quý vị khách hàng mình muốn ở theo kiểu khép kín thì không muốn người ta nhìn ngó vào cái nhà mình nhiều quá thì mình sẽ chọn mẫu 2 cánh. Còn bên đây 4 cánh thì rất là thoáng nè, từ đằng trước mình sẽ nhìn thấy tới đằng sau luôn, rất là thoáng. Như ở đây thì cái phòng khách mình khá là rộng. Còn ở ngay trong bức tường của mình đó, bức tường mà dưới cầu thang thì nó có một cái hầm, có một cái hầm cho tất cả quý khách hàng mình còn để đồ này kia đó, mình để dưới đó. Còn cái bếp thì nằm ở đây mọi người. Thì phía sau mình công ty vẫn chừa 1 mét để mình để máy giặt và hơi đồ này kia ở dưới ngoài đây, thì cùng giếng trời cũng giống như bên kia. Cái diện tích chỉ ngang 4m và 12m thôi nha mọi người, nhưng mà xây xong thì nhìn nó rất là thoáng. Bên đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũng khá là rộng. Rồi bây giờ Nhân mời mọi người lên lầu nha. Thì bên đây công ty đa số xây những cái mẫu nhà bên đây đó là công ty sẽ hoàn thiện cho mình 100%, chứ không có bán nhà thô như mấy cái công ty khác cho mọi người. Đa số những cái công ty khác thì họ sẽ bán nhà thô, bán nhà thô để mà cho mình tự trang trí. Rồi bây giờ ở đây thì mình cũng có một cái ban công nè. Đây cái view mình nhìn ra trước mặt của tất cả một cái hàng lóc nhà G1. Còn mình cũng thấy những cái nhà lẻ là khách tự xây nha mọi người. Như ở đây thì mình có thể để một cái bàn học hoặc là một cái bàn trang điểm, nếu như hai vợ chồng ở đây cũng rất là lợi thế. Bàn trang điểm hoặc là bàn học cho con em cũng được cho mọi người. Cái phòng của mình cũng khá là rộng. Ở đây thì nó có một cái phòng sinh hoạt chung nhưng mà nó nhỏ hơn bên kia. Cái phòng sinh hoạt chung nhỏ thì nó lại cái phòng ngủ của mình nó lại to hơn. Ở như đây thì nó có một cái cửa sổ để mình lấy không khí. Mình chẳng hạn như mình để cái giường ở đây, mình có thể để cái tủ, tủ đồ, tủ quần áo bên đây nha mọi người, cũng rất là tiện. Phòng ngủ bên căn 4 cánh thì nó sẽ to hơn căn 2 cánh. Còn đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũng khá là rộng. Ở đây là công ty sẽ làm kính cho mình luôn, làm kính cho mình, về mình làm thêm cái rèm để mình che lại. Còn nếu mình không cần thì mình có thể để cho nó thoải mái như vậy luôn, cho nó thành một cái không gian mà nó khép kín với nhau. Rồi mời quý vị khách hàng mình xuống lại.
mét cho mọi người. Thì còn cái giá thì người khách hàng mình có thể gọi cho nhân, cái nhân nhắn tin riêng cho tất cả người khách hàng cùng biết. Rồi bây giờ thì bữa nay là ngày 5 cho mọi người, ngày mai chính thức là công ty sẽ mở bán. Mở bán tất cả những cái căn nhà của lốc R1 này. Rồi nha, xin chào và hẹn gặp lại tất cả người khách hàng ở video sau. Người khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để khi mà Nhân làm những video sau thì Google họ sẽ tự thông báo cho người khách hàng để mình có thể vào xem được giá cả thị trường và những cái căn nhà hoặc là những cái lô đất mà Nhân giới thiệu cho tất cả mọi người nha. Rồi nha, xin chào ạ.